Chính chứ mừng rồi. Trời ơi, giống nhà, giống nà kha ghê luôn á. Ồ, dễ thương à. Nà kha, không có dễ thương, giống nà kha. Không... Nói giống em giống khùng nè. Trời ơi, kỳ cục với trời. Không, giống nà kha. Nói nà kha, tự nhiên nó khùng. Nói nà kha, dễ khùng lên, ta biết em khùng á. Nà na, khùng khùng, còn bỏ. Trời ơi, ta biết luôn á, nhà ta đâu biết đâu. Trời ơi, cái nách đen lùi có lông hết à. Trời ơi, bỏ cái dòng gạo đi. Không, cái này là cái gì tính ra là em áo, phải không? Vậy tính ra là nó tỉnh chứ đâu có na đâu chị. Nó biết mà. Biết gì? Nó biết đó là nó nè. Nó nè đó, này là cái bụi áo của chị. Cái bụi áo, cái lông áo á, nó nè. Chứ phải là lông đặc khách. Hiểu không? Tụi nó bày khay. Đừng có giờ con. Thôi đi. Thôi chị bà ơi. Ông bà còn chưa nhổ. Cái gì ta nhìn kìa. Dạ. Rồi cả nhà mình đang chưa vé nha, là anh trai cuối đồng bằng luôn. Dạ chưa vé, mình nhắc nhàng của ta một lần nữa. Dạ có vé rồi, tập trung hướng mắt gì thôi. Bắt đầu mình dò sổ luôn á. Quà gửi chị đó. Mọi người xin được phép chính thức viện để có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi người xin chúc mừng mọi người thân và đồng nghiệp nhất nha. Và Bảo Vy mới đi đám cưới ở bên Cồn mới về quý vị. Ôi, ở bên Cồn á. Ở bên Cồn đám giỗ mà bữa nay có đám cưới luôn. Có đám cưới, em mới đi đám cưới là bên Cồn Lào quá chị. Ê, bên Lào có Cồn mà. Đi Lào, đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt nha, bước ra cái mặt đẹp bằng chồng hơi là nam tính nha. Nhung còn hai vé hả? Dạ, người phụ nữ sồn sồn nha. Rồi một vé luôn hả? Kìa, anh trai sau lưng chị kìa. Chị Nhung ơi. Rồi, quay lưng lại, ủa hết luôn hả? Lên nè, lên đây. Dưới này là anh trai luôn anh trai. Song song đó, dù năm năm, anh quên lấy che lờ, dù năm năm, anh quên đi yêu mẹ sống. Ngày thu hồi Việt Nam 28.
đeo cho người khác nha. Tiếp là bà đeo giùm dân á. Tiếp ra đây em, có khách chiến. Đúng rồi nghe. Lên dây cớp cho em hả? Chết rồi. Bây giờ à, búp bê là búp bê mới, lên dây cớp là phải tán vô mặt. Để chị đánh khối cho búp bê nha. Sao? Cái gì là con diễu là búp bê cũng là lỗi rồi. Bây giờ mình đánh nó mới chạy. Lại đây Ra lên dây cớp cho. Mà nói chị, để chị lên dây cớp cho nè. Bây giờ cái dây, cái cục dặn nó ở chỗ nào ta? Em ơi, xin vô, qua lên nè, lên. Alo. Cái góc nè. Hẹn. Sao vậy? Là cái gì nữa vậy? Có thấy gì không? Là có thấy rồi. Gì không? Sao mà tắt hoài vậy? Diễn đi dễ. Diễn đi em. Lên dây cót. Tôi như con búp bê bằng dừa, một thứ búp bê như xa. Đây đây đây, trái như nhìn cao, tôi nhớ mong không bao giờ.